Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, ở kênh chia sẻ cùng nhau tiến bộ, và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, cái tiếp tục chương trình là ký sự bonsai. Hôm nay là ngày 16 tháng 12, 2019 thì năm Thu quay trở lại cái điểm bán mail vàng online của anh Nguyễn Dũng, tọa lạc tại số 94 đường An Phú Đông 10, phường An Phú Đông, quận 12. Các bạn thân mến, hôm nay là cuối năm sắp tới Tết rồi, những ngày Tết nó từ từ rút ngắn lại, thì Dũng có nhã ý là đây là những cái lô hàng cuối năm thì Dũng sẽ giảm giá mạnh để đáp lại những lời tri ân của các bạn đã ủng hộ cái shop bán mai vàng của Nguyễn Dũng trong suốt thời gian qua. Hôm nay chúng ta lại cũng sẽ gặp lại người báo giá quen thuộc là anh Nguyễn Dũng đây. Hello Dũng. Hey, Nguyễn Dũng xin chào các anh chị em và cô chú bác trên mọi miền Tổ quốc đã ủng hộ Nguyễn Dũng những ngày tháng qua. Hôm nay là ngày 16 tháng 12, 2019, là ngày cũng gần cuối năm rồi. Nhân dịp này cuối năm, Nguyễn Dũng có một số lô hàng để bán tri ân khách hàng và giảm giá đặc biệt cho các cô anh chị em cô bác trên mọi miền Trung Quốc đã ủng hộ những ngày qua. Giá hôm nay rất là ưu đãi và đặc biệt, mong các anh chị cô bác ủng hộ. Thứ nhất là ủng hộ Dũng mua bán được nhiều hơn, thứ hai ủng hộ kênh để được phát triển nhiều hơn nữa, nhớ đăng ký và bấm chuông ủng hộ cho anh Nam và Nguyễn Dũng nha. Dũng ơi, em cũng chưa nói là mình phổ biến là cái cách buôn bán của mình để mình đáp lời tri ân của khán giả trong suốt thời gian qua để giúp Dũng để duy trì được cái shop bán mai online này. Vậy là cuối năm nay thì những cái lô hàng cuối năm thì Dũng có một cái gì mới để đáp lại cái tấm chân tình của cô bác dành cho mình không? Nguyễn Dũng cũng xin nhắc lại là hồi lần đầu tiên Dũng bán thì Dũng bao ship, còn những cái clip sau này Dũng không bao ship, nhưng hôm nay cuối năm ưu đãi cho khách và tri ân khách hàng, Dũng sẽ bán theo cặp với giá rẻ và bao ship tất cả. Tri ân cho khách hàng là mình sẽ bao ship tất cả. Những lô hàng nhỏ và những người lớn mua một cây thì bán rẻ một cây thì Dũng vẫn bao ship luôn, coi như là Dũng chia khách hàng là bao ship đó, và giá rẻ cho những cái lô hàng sau này cuối năm để chia khách hàng đã ủng hộ mà. Vậy là Dũng Dũng sẽ đợt này Dũng sẽ là bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc. Giá này là giá bao ship luôn các bạn. Giá không đổi và đồng thời là cộng thêm là bao ship. Bao ship. Kể như là giảm giá mạnh được không? Giờ số điện thoại của Dũng. Em số của em bán là số 94 đường An Phú Đông 10, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ điện thoại Zalo 0979717174. Rồi chúng ta bắt đầu làm việc. Chúc hạnh phúc. Chúng ta bắt đầu làm việc Dũng ơi. Rồi em chào. Em bắt đầu vô chương trình báo giá của ngày 16 tháng 12 2019 nha. Đây em có lô cặp đầu tiên. Đây cái này em đo sơ. Mình cũng chủ yếu là nhanh lẹ cho anh em bà con. Đây lô này cũng chín nha. Chín luôn. Nói chung nó tầm tầm coi vậy, nó bự hơn cái chiếc này nhiều nha. Tại vì có nhiều bạn comment hỏi anh lấy được điện thoại nó bự hơn nhiều, bự gấp đôi nha. Gấp đôi đó. Giờ lô này em bán 400k, lô số 1 400k. Bốn trăm ngàn á, bao ship em bao lô tất cả lô này là em bao ship toàn quốc là để chia ăn khách hàng. Lô số 1 đây, lô số 1 là giá 400.000 bao ship. Chào chương trình báo chào giá vào ngày 16 tháng 12 2019 các bạn. Rồi xin mời lô số 2. Lô số 2 bắt đầu. Lô số 2 em cũng đọc sơ luôn, đọc sơ tại mấy anh em cũng nhiều khi thắc mắc á, mình tranh thủ nhanh thôi. Lô này là 8 mấy 9. Cái này 11. Rồi lô số 2 cũng được chào giá là 400.000 bao ship toàn quốc. Lô số 2 nó nhỏ mà đế nó rất là đẹp. Giờ cái đế rất đẹp. Rồi tiếp tục lô số 3. Để không làm mất thời gian của cô bác và anh chị ha. Lô số 3. Sẽ cố gắng sơ luôn. Cố gắng thao tác thì là nhanh Dũng ha. 10. 11 máy 12 11. Em để ý các anh chị em nha, cho biết nha.
bữa hôm gặp đôi cái viết nha, này bữa gấp ba. Ừ, đó, lấy cái viết làm chuẩn ha. Dạ, viết làm chuẩn. Ừ. Rồi, lô số 3 có được chào giá 400 ngàn. Ờ, à, ok, xin mời lô. Bảo ship tất cả nha. Rồi, à, xin mời, em kế tiếp. Dạ. Em số 4, gặp số 4. Ờ, gặp số 4 này bự rồi, khỏi không ta. Ừ, số 4. Rồi, 10. À, hành rồi 10. Dạ. Rồi, 10 luôn. 10 có cũ em này, có cũ như thương, hai em này có cũ giống nhau. Ừ. Đây, đã hai em cũ giống nhau. Cũng chào giá là 400 ngàn bao ship toàn quốc. Đây, chi ăn khách hàng cuối năm. À. Rồi, tiếp tục. Rồi. Lô số 5. Lô số 5. Đây, cái em này cũ nè. Đó. Cũng tầm mười mấy không nha. Em này mười. Em này 13. Đây, sao cái viết nha các bạn. Bự hơn cái viết gấp đôi nha. Gấp đôi, gấp 3. Đây, gấp 3, gấp 4 luôn. Rồi. Em thứ 5 chào giá 400 ngàn báo ship toàn quốc. Rồi, tiếp tục. Đây, lô số 6 có những em nhỏ nhí nha, về tập chơi tập kết nha. 4 em. Em này mấy em nhỏ thì không tính rồi. Em này thì hoành cũng 9 nha. 9. Em này cũng 9 nè. 8. Mấy em này nhỏ và cái biết. Đây. Đây bự hơn cái biết một chút. Này nhỏ hơn cái biết nha. Không đưa được cái biết đó, đưa được. Dạ, em này bự hơn cái biết. Em này nhỏ và cái biết nhỏ hơn cái biết chút. Rồi. Lô số 6 này 4 cây 500 ngàn. Rồi. Bao ship toàn quốc. 4 cây 500 ngàn nha. 4 cây nhỏ 500 ngàn, cái bộ đế cũng... Dạ, bộ đế rất đẹp, nhỏ nhưng mà bộ đế rất đẹp. Một khá ấn tượng các bạn dùng đến đơn lên. Dạ. Rồi. Rồi. Tiếp tục. Rồi, bây giờ tiếp tục. Và lô số 7. Lô số 7 được chào giá là 600 ngàn. Lô số 7 được chào giá 600 ngàn. 13. 12. Này, cái viết nhớ nha, bự hơn nhiều nha. Bự gấp 4 lần. Đó. Lô số 7 được chào giá là 600 ngàn, bao ship toàn quốc. Đây em bán cặp bao ship toàn quốc. Ship ở thành phố này nó hơi mắc hơn ở dưới quê các bạn. Dưới quê cục này nó ship chừng 40 cái thành phố mình đó. Ship một cục loại 60-70. Nhưng mà hai cục thì nó đỡ một chút. Bởi vì bán 600 ngàn thì còn có chừng cây cũng còn chừng 200 mấy này. Chưa được 250. Rồi, tiếp tục. Rồi, số 7. Đầu lô số 8. Đây, nhiều khách kêu phải đo khoảng khoảng không? Rồi mình cứ đo khoảng khoảng đi. 12, 12 mấy rồi 13 nè. Rồi, 13 luôn. 13 được theo giá là số 8 được theo giá là 600 ngàn. Một cặp, hai cây, bao ship toàn quốc. Hôm nay chi ăn khách hàng cuối năm nha. Lúc này mình bán bao ship toàn quốc. Đó, giá này thì không có ship, nhưng mà giờ mình bao ship luôn. Hai cây này cũng 100 mấy, cây còn 200 mấy rồi. Rồi, tiếp tục. Dạ. Rồi, lô số 9. Cặp số 9. Đây. Theo cầu của anh em thì mình ấy cho. Rồi, 14. Tầm ca nó khoảng chừng 30-35 nha các bạn. Đo một cây này đi, không đo chùm qua kia. 11. Rồi, cặp này chào giá được 600 ngàn, bao ship toàn quốc nha. Cặp số 9. Rồi, tiếp tục. Đế rất đẹp nha. Cặp số 10. À, cuối năm Nguyễn Dũng có thay đổi một chút là mua bán theo cặp và bao ship cho anh em toàn quốc. Rồi, cuối năm thay đổi thì dạ, đầu năm có thay đổi một chút xíu. Đầu năm có thay đổi chút xíu không? Dạ, 13. Dạ, đầu năm cũng thay đổi luôn. Giá năm cao hơn và không có ship. Đầu năm thay đổi nhiều nhiều quá. 14. Rồi, 13 14.
Cặp số 10 được trao giá là 600 ngàn, bao ship toàn quốc. Bao ship thì cây này giờ cũng còn, tại vì từ bán 300 không bao ship, bây giờ bán 2 cây bao ship hết 100 hơn rồi. 100 thì còn lại cây có 250, chưa tới 250. Đó, cặp số 10, bán 600 ngàn, bao ship. Tiếp tục. Cặp số 11. Cái này mấy cái này nhỏ mà có vỏ nha, đế rất đẹp, là đế cục quằn quằn đẹp. 11 luôn, tầm cao khoảng 35 à, thì khổ đo đi 35-40 nha các bạn. Rồi cặp này cũng được trao giá là 600 ngàn, bao ship toàn quốc. Đó, rồi, đẹp nha. Rồi tiếp tục. Cặp số 12 cũng được chào giá là 600 ngàn bao ship. Rồi cây 13, cây 11. Rồi khoảng 30-40 được chào giá 600 ngàn. Cặp số 12 bao ship toàn quốc nha. Rồi, đó, tiếp tục. Rồi, cặp 13, 600 ngàn, bao ship toàn quốc. Cái này dễ đẹp nha. Rồi, 12. 13 nữa cho 13. 13. 600 ngàn một cặp. Cặp số mấy rồi Dũng? Dạ, cặp số 13. Rồi, xin mời tiếp tục, em số 14. Cặp số 14. Đây, chào giá 600 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi 13. Kém cho 13 luôn. Số 13 hả? Dạ. Cái số này cặp số 14 mà đo 13 hoành á, 13 hoành á. À, cặp số 14 đo 13 hoành. À, các bạn lưu ý. 13. Chứ không phải là cặp số 13 ha. Dạ, cặp số 14. Rồi, nói cho rõ ông ơi. Dạ. Được chào giá 600 ngàn. Rồi, tiếp tục các bạn. Bao ship toàn quốc cho các bạn. Số 15. Đây, cặp số 15. Cặp số 15 được chào giá là 800 ngàn. Bao ship toàn quốc nha. Đây, 14. Nhỏ nhưng mà nó đẹp đẽ. 12. Đây, được chào giá 800 ngàn, bao ship toàn quốc. Đây, hình dáng chú thú nè, con này giống lực sĩ giống con ớt. Hai chân sau cồn lên giống mình. Đó, anh không? Giống ớt. Hai tay chân. Yeah, ớt tự nhiên giờ thèm cái món gì với mọi người. Ớt ớt chiên, ớt không phải ớt chiên bơ nhậu. Chiên bơ. Bây giờ bá cháy. Ớt nướng muối gì à? Muối mọi gì. À, đây, cặp số 15 được chào giá là 800 ngàn, à, bao ship. À, tiếp tục. Ớt chiên bơ giòn hấp dẫn ha. Cặp số 16 được chào giá là 800 ngàn. Mấy cái này tuy nó nhỏ nhỏ nha nhưng mà nó đẹp hơn. 13. Cũng 13 luôn. Đế nó đẹp nè. Rồi, được chào giá 80 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi, xin mời em kế tiếp. 14. Cặp 17. mười hai đi, cái đế rất đẹp. Rồi 14, cặp này được trao giá 800 ngàn, bao ship toàn quốc. Cặp số 17. Rồi tiếp tục. Cặp số 18 cũng trao giá là 800 ngàn, bao ship toàn quốc. Cặp này số 18. 18 hả? Dạ, số 18 hả? Cho thông số đi. Có. Cho thông số.
ngày 12 ngày 14 13 cũng được, 13, 4 đó. Cặp này chào giá 800 ngàn báo ship toàn quốc, đó, đế rất đẹp. Rồi, tiếp tục, xin mời. Cặp số 19 đó, đế rất đẹp. Mười hai năm. Còn em này là 14. Đó, 14. Đế rất đẹp nha. Số 19 được chào giá là 800 ngàn bao ship toàn quốc. Đây là lô hàng ngày hôm nay, như ngày báo giá ngày 16/12/2019 là em bao ship toàn quốc nha. Em bao ship hết. Rồi, xin mời em kế tiếp. Số 20 chào giá được là 800 ngàn cũng bao ship toàn quốc. Địa chỉ số nhà 94 đường An Phú Đông 10, phường An Phú Đông, quận 12. Điện thoại Zalo 0979717174. Đây, 12 máy. Đây cũng chắc 12 máy luôn. 13 máy cho 13. Đây, đế rất đẹp. Cái cặp số 20 chào giá là 800 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp tục. Giờ bắt đầu là cây lẻ nha. À, bây giờ tiếp tục cây lẻ. Em cũng bao ship toàn quốc luôn nha. À, tiếp tục chào giá, đây là hàng này không đi lô hay mà đi lẻ từ cây một. Mấy anh em mua lẻ có lẻ ha. Rồi 13. Cây số 21 được chào giá là 600 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi, tiếp tục em kế tiếp. Cây số 22, cây này cũ, cái anh đi anh lấy rồi, anh lấy rồi xong cái anh tặng cái gì anh điện thoại lại, anh nói chiếc sau anh lấy rồi thôi để lại, anh đi công tác rồi đó. Rồi 14, cây cao này là có mấy chi nhánh để cho nó cao cho anh em trẻ tàn chưa, 66, 67, 65, 60 đi. Rồi được chào giá là 6.000, cây số 22. Bao ship toàn quốc. Rồi, xin mời em kế tiếp. Cây số 23 chào giá 600 ngàn rồi 14 chào giá 600 ngàn. Tất cả lô hàng ngày hôm nay em bán bao ship hết nha, bao ship toàn quốc hết nha, chị em khách hàng bao ship hết. Rồi, tiếp tục. Cây số 24 ngày cũng nhất 15 máy đi, 15 máy. Rồi cây 24 chào giá 600 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi, xin mời em kế tiếp. Cây số 25 cũng chào giá là 600 ngàn. Càng ngày càng chuyên nghiệp, làm nhanh một chút. Đúng rồi, phải 14. Nhanh, chính xác và đầy đủ thông số. Đó là cái tiêu chí của anh Năm muốn Dũng phải làm như thế, đạt như thế. Để đừng để mất thời gian của bà con, cô bác và anh chị ha. À, để biết thì anh em bà con cô chú bác cũng đã giờ thấy và biết rồi, chứ không có cần phải nói tới nói lui dài dòng mất thời gian. Rồi, xin mời em kế tiếp. Cây số 26 chào giá là 600 ngàn bao ship toàn quốc. Rồi 15 máy cho 15 đi, cao tầm 40 nha. Đấy là cây số 26 chào giá là 600 ngàn bao ship toàn quốc. Đế đều ba chia là đều ok, tiếp tục. Cây số 27 cũng chào giá là 600 ngàn
Rồi 14. Lâu lâu ước cái cao khoảng 40 nha các bạn. Lâu nhiều. 40, 45 hết. Từ mặt tàu lên 40, 45 hết. Tại em cắt em đo ngang cái đó em cắt à. 40, 45. Ok, tiếp tục. Em số 28. Chào giá là 600k. Tất cả đều bóng xiết toàn quốc. Rồi bên 13. Sao bên trên 13 dưới 14 cho 13 đi. Không sao hết. Đế đẹp. Em đây được 29 được chào giá là 600.000 bán xiết. Rồi ok tiếp. Em kế tiếp. Em 29 cũng được chào giá là 600.000 bao ship toàn quốc. Rồi em này 15 cao 45 được chào giá là 600.000 rồi tiếp tục. Cây số 30 cũng được chào giá là 600.000 bao ship. 14 đây lô hàng báo giá ngày 16/12/2019 nha. Rồi shop tiếp tục. Em địa chỉ là 94 đường Nga Phú Đông 10 phường Nga Phú Đông 12 thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại Zalo là 0979 71 114. Rồi bây giờ là lô 700.000 bao ship toàn quốc. 16 cái này có cũ cho bá, có mấy anh em nào anh em mà thích bữa điện thoại thích mấy cũ ở đây có cũ đây. Cái này cao cũng 45 nha. 49-50 lần cho 45 thôi. Cái này có cái tàn để lại. Rồi chào giá 700.000 tiếp tục. Cây 32 chào giá là 700.000 cây này 17 được chào giá là 700.000 bao ship toàn quốc. Mấy anh em hỏi cái lớn này có cái lớn nè, để bữa về số nhiều á mình làm tách chia ra cũng cao 49 45 50. Rồi xin mời em kế tiếp. Em số 33 cũng chào giá là 700.000 bao ship. Rồi em này 17 được chào giá. Cây số 33 được chào giá là 700.000 bao ship toàn quốc nha. Rồi xin mời em kế tiếp. Em số 34 chào giá 700.000 em này 17 nha. 17 bởi gãy sừng trâu quanh 17 không? Cao 45-50 17 bể gãy thường châu dạ. Vậy là 57 bể gãy gì ta? Sừng nai. Anh năm nay 57 à. Biết bể gãy được nổi cái gì biết nữa. Rồi em số mấy? 34 được chào giá là 700.000 bao ship toàn quốc nha. Ok tiếp tục. Em số 35 được chào giá là 700.000 em này cũ cũng đẹp nè. Bữa mấy anh em hỏi mua cũ có cây ốc sên á, cây ốc sên năm trời ở quá trời người hỏi mua cây ốc sên cây nào năm phái là nhiều người cũng nghe. 15 cây ốc sên là phái liền phải không? Dạ. Để quay lên em này coi. 15 quay lần cái cây này nó cũ rồi đẹp lắm anh. Em này em số mấy đây? Số 35. Em số 35 là rất giá là 700.000 em số 35 là rất là quái nha các bạn, sở hữu em số 35 ha, rất là quái em số 35 quái. Nó không có đụng hàng
Ở đây là cái em số này là anh Năm thấy nó không có đụng hàng, nó rất là quái. Còn mấy em kia cái rễ nó buông buông, nó 9, 10, 8, 10 với nhau không, đúng không? Dạ. Nó đẹp thì có đẹp, nhưng mà nó giống nhau. Giống như các bạn mặc cái hàng hiệu á, không đụng hàng là rất ok, phải không? Năm không nghĩ là em số 55 này các bạn sẽ thích. Đó là theo quan điểm của anh Năm thôi ha. Rồi, tiếp tục. Cái số 56. Đây. Không đo cũ nha, đo cái lần đó là 14. Được chào giá là 700.000, bao ship toàn quốc, cây cũng đế, cũng có cũng nhỏ đây, đế giữ. Cây số 36. Rồi, xin mời em kế tiếp. Cây số 37. Được chào giá là 700.000, bao ship toàn quốc. Rồi, 15 mấy 16, cho 15 thôi. 15, vành 15, cao 45. Cây số 37 được chào giá là 700.000, bao ship toàn quốc. Tiếp tục em ơi. Cây số 38. Là 38. Dạ, được chào giá là 700.000, bao ship. Hơn 38 thì được á, cái dáng hơi nghiêng chút xíu. À, hơi bay ạ. Dáng hơi bay nhưng mà cái 18. Bộ rễ được, bộ rễ đẹp. Cho 17 thôi. Cái số 38 hả? Dạ, cái số 38. Cái số 38 cũng được mấy bạn. Được trả giá là 700.000, bao ship. Đó là Năm Thu thích thôi ha, chứ thật ra cây nào cũng đẹp hết. Rồi, tiếp tục. Cây 39. Cột này vàng, cột này xíu không trăm mấy. Cột đó hả? Dạ. Đây thành phố mắc quá anh. Chúng gần gấp đôi dưới quê đó. Ủa cũng... Rồi cây 17. Cũng 17. Cũng một công ty mà giá nó khác nhau. Dạ, tại thành phố mình giờ ra được cái gì cũng mắc mà. Nó ở dưới quê. À vậy hả? Tưởng dạ. Là tưởng là công ty thì nó phải giá công ty chứ. Dạ, sao nó không vậy, tính thành phố anh. Ngộ ha. Dạ. Nó biết công ty thì giá... Cây số 39 trả giá 700.000. Nó tính một ký đầu tiên là 30 mấy 40 ngàn ký. Mua một cây là thiệt thòi rồi. Một cây tới 6 mấy ngàn. Kiểu như cái giá lô đầu của ship, giá lô đầu của giống như cái taxi không? Dạ, dạ. Cái km đầu tiên giá rất là cao, từ từ sau nó giảm giá lại. Dạ. À, thành ra nếu mà ship hàng thì ship một được cây thì nó thiệt thòi cho cái người bán. Mua hoặc người nào mà trả tiền ship thì thiệt thòi. Ai trả tiền ship là thiệt thòi. Còn cái anh kia em 43 ký mà em ship chỉ có 280 ngàn. Thì nó tránh xuống nhiều nó giảm xuống. À càng nhiều càng giảm mà. Bữa kia lấy 30 cây mà nó có nhiều đâu, có 500 mấy ship. Cái kỳ này dũng mãnh quá ha, khi ăn khách hàng mà cách bao ship. Bao ship luôn, bự to nhỏ vậy, còn anh em là muốn cắt bầu nhỏ, cắt bầu nhỏ lại, làm nhỏ lại. Rồi cây 39 được trả giá 700 ngàn bao ship. Rồi ok, bao ship kiểu này chắc hết tiền nhậu quá, không có tiền đi nhậu lẫn các bạn ơi. Rồi cây cuối cùng của lô báo giá ngày 16 tháng 12, 2019. Chi ăn khách hàng. Rồi em mai cuối cùng ha. À, đây là em số mấy này Dũng? Dạ em 40. Em số 40 là cũng rồi, 17. Cho cái thông số là 17. Rồi Dũng cứ cận cảnh coi xây đi. Dạ. Em số mấy đây? Em số 40. Em số 40 là cũng là em cuối cùng của lô mai này. Nhưng các bạn chú ý còn một em đặc biệt nữa để Dũng cũng chia sẻ để trong cái đợt hàng này luôn. Em cuối cùng em là em gì, em tên là gì thì các bạn chào xong cây mai, nếu nhìn kỹ cây mai xong rồi anh Mong sẽ quay ống kính để cận cảnh các em cuối cùng. Em cuối cùng thì có cái đợt chào giá ngày 16 tháng 12 tháng 12 năm 2010. Đây là chỉ là cây cuối cùng của lô mai thôi nha. Cây đặc biệt ha, gọi là cây đặc biệt á. Rồi, báo giá chưa, đo thông số chưa? Dạ, cái này giờ anh, 700.000, báo ship toàn quốc. Rồi, ok. Yeah. Các bạn thân mến ơi, cái cây cuối cùng của cái lô mai báo giá ngày hôm nay là không phải là cây mai các bạn. Đây là một cây dưới. Nguyễn Dũng thì cũng nhập cây dưới thì về cũng là bật mí các bạn luôn. Nó từ Tiền Giang lên. Đầu tiên là Dũng khi mà kết model em này á, để Dũng muốn mang về trồng chơi chứ không phải là giao lưu. Nhưng mà khi mà về nhà rồi là cái khu vực
này thì trẻ con nó phá quá, trong nhà thì chật, mà đem ra ngoài hẻm thì nó phá nó nghịch quá, thành ra Dũng cứ không biết là lấy quay làm sao thì thôi. Bây giờ thì Năm Thu cũng gợi ý với Dũng, nếu mình không chăm được thì có thể là mình gửi đến các bạn, để các bạn nào có thật sự yêu thích cây kiển thì là các bạn gửi đến nhà đó, nhà bạn nó chăm sóc thì Dũng sẽ yên tâm hơn. À, Dũng ơi Dũng, à, bây giờ thì em có thể là đo cái thông số của, đầu tiên bây giờ em đo hoành đi em. Dạ em đo hoành, em đo hoành nha. Đo hoành của cây này là cây dúa nha các bạn. Nó có thông số hoành, xong rồi tán rộng, chiều cao. Cây hoành này là 77 ha. Hoành 77 phải không? Coi. Dạ. Cho 76 đi. Dạ, cho 76. Năm Thu cận cảnh ha. Dạ. Rút là cái anh Năm quay tay luôn, rút. Để nguyên số cho các bạn thấy luôn ha. Để nguyên số. Coi. Em to phải làm chậm chút xíu. 76 đi. Rồi. Phân thấy tay đi. Rồi, các bạn thấy hôm nay 76 bạn ha. Rồi. Rồi, em đo tán rộng. Đo tán rộng, đo chiều cao, đo tán rộng là từ đến đây nè, đây quanh kia luôn. Dạ. Em sao em đo này. Sao đo được chút kính nữa. Đo mét rưỡi đi. Đo mét rưỡi đi. Chứ thật ra nó hơn mét rưỡi đó các bạn. Hơn mét rưỡi đi. Các bạn thấy cái dạng tay của 76 7 cho mét rưỡi thôi. Mét rưỡi đo chiều cao. Dạ. Chiều cao là từ dưới lên. Rồi từ dưới lên khoảng 1 mét đi, cho 1 mét đi. 1 mét. Dư là 1 mét thôi. Đây là cây dưới các bạn. Nếu mà các bạn nào biết chăm sóc thì nó sẽ hỗ em này, tại vì nó chưa ấm tàn, nó đang đi dây nước kẽm về đi đập học tiên rồi. Về nhà đưa vô chậu trồng hết ý luôn á. Đây nó thuần chậu vậy nè. Tại vì bây giờ nó không nằm vô chậu thì mình không thấy được hết cái đẹp của cái cây đó, các bạn đưa hết vô cái chậu thì nó đẹp hơn. Bữa bê bảy cái chậu anh. Bữa bưng bảy chậu hả? Dạ. Đưa nó có chậu hả? Dạ, nó có chậu. Chậu vuông á. Bảy chậu. Tại vì khi ông Dũng để như vậy là nó nhìn nó không đẹp. Rồi cây này nếu mà em giao lưu với khách hàng thì em giao lưu bao nhiêu đi Dũng? Dạ em giao lưu là 5 triệu anh. Khách hàng nếu mà Dũng giao lưu khách hàng cây dưới này thì Dũng giao lưu sẽ là 5 triệu. Dạ. Nhưng mà hôm đầu clip giờ em bảo là cái đợt hàng là tri ân khách hàng là em bao ship, nhưng mà dưới cây dưới này thì em nghĩ như thế nào? Cây dưới này chắc là không có ship được á. Thế Năm mới hỏi thế. Dạ cây dưới này chắc em không có ship được, hoặc là đâu giờ thì chẳng nói rồi. Chia khách hàng thì thôi mình thương lượng thì ship đi. Các bạn thân mến, tại cây dưới nó rất là nặng thành ra nếu mà dưới cái giá này mà gọi là bao ship thì Dũng không thể nào bao ship được. Khi các bạn muốn sở hữu cây dưới này thì các bạn nên liên hệ với anh Dũng. Dạ, để thương lượng về giá các bạn ha. Thương lượng cái giá cả mà ship á. Cây nó nặng quá. Các bạn thân mến, là kênh Thu Bonsai là kênh chia sẻ để cùng nhau phát triển là chính. Có nhiều bạn thời gian gần đây là bảo thì Năm Thu đã nghiêng về phía nhà vườn nhiều quá, mà đã làm không bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các bạn thân mến, thì Năm Thu lúc nào cũng vậy, là muốn tất cả đều dung hòa. Kênh Thu Bonsai là một kênh cùng nhau phát triển vui vẻ đến nhau, cộng tác làm ăn với nhau, và có thể là trao đổi giao lưu gì đó thì ý Năm Thu chỉ muốn thế. Thành ra các bạn cứ yên tâm, khi mà đến nhà vườn làm phim, nếu các bạn thấy mà chủ vườn hay là chủ shop không đáp ứng được những cái lời cam kết mà khi đã ra chào bán, thì các bạn cứ liên hệ tại Năm Thu theo số điện thoại là 0988642957. Năm Thu nhắc lại theo số điện thoại là 0968842407, xin lỗi, mà 0988642907. Thì Năm Thu sẽ góp ý là chủ vườn trong một trường hợp nào đó, nếu mà không có tiếng nói chung thì Năm Thu sẽ không cộng tác với chủ vườn hay chủ shop nữa. Các bạn gửi cho tôi rửa ha. Năm cái hoành đế này đó. Cái hồi nãy là mình chỉ đo cái hoành là cái hoành eo thôi, còn cái hoành cũ rất là lớn các bạn. Lớn hơn 1 mét rưỡi. Cái hoành cũ là hơn 1 mét rưỡi ha. Ở chỗ này còn nhiều à? Rồi. Em quay sơ thôi. Không, bây giờ em đo là cái cũ ở dưới, rồi em đo là cái trên, cái ngọn trên, cứ coi nó trên là cái hoành dưới này, ở dưới hoành dưới là 70 mấy thì là 80. Rồi cái hoành trên, cái hoành cục hoành trên này. Cái hoành eo trên nữa. Đo kỹ luôn á. Năm mươi lăm, năm mươi bốn,
cũng khá bự ha. Dạ. À, thôi Dũng ơi, thôi đến đây thì mình cũng xin tạm nói lời chia tay với các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Bonsai cũng như ủng hộ điểm bán mây vàng online của anh Nguyễn Dũng trong suốt thời gian qua. Trước khi chia tay thì Nam Thu cũng rất cảm ơn Vũ đã cộng tác dưới Nam Thu để thực hiện cái clip này được hoàn thiện. Chúc Dũng mua mai bán đắt. Dũng ơi, em có lời chia tay. Em cũng xin cảm ơn các cô chú bác anh chị em đã ủng hộ những ngày qua và giúp đỡ em trong những cái lúc mua bán. Thì em xin chúc sức khỏe và an lành. Chúc anh Nam được sức khỏe dồi dào, phát triển kinh nhiều nhiều hơn. Bạn nào thấy thích hợp thì xin bấm chuông, nhấn đăng ký và bấm chuông cho kinh được phát triển càng ngày càng tiến bộ và phát triển nhiều hơn. Em xin cảm ơn. Rồi, bye bye.